Chào quý vị, bữa nay mình quay một clip dẫn quý vị vô thấy siêu thị Costco ra sao. Này, đứng trước cửa Costco. Đó, bữa nay cũng ok, không có nhiều người lắm. Bữa nay thứ sáu. Rồi mình vào. Dạ quý vị, bữa nay mình đi Costco mua một mớ đồ. Mà quý vị thấy là mình có mua được giấy nè. À, giấy cũng có nè. Dưới đây còn một bao nữa. Đó. Chứng tỏ là cái sự sợ hãi mà không còn giấy để xài thì rất là sai lầm. Tại vì mình bữa nay mình vào Costco mình mua, mình vào trễ nữa đó, mình vào khoảng 11 giờ mình vào đó, là còn rất là nhiều giấy. Giấy này á là còn mấy cái pallet luôn á, nó còn đầy luôn á, không có ai mà phải chạy tới mà lấy cái giấy này. Đấy, giấy này còn rất là nhiều. Còn giấy này á là mình phải xếp hàng. Người ta đưa ra mỗi người một thẻ thì được một bao. Đó. Thịt thà còn rất nhiều. Đó, thịt heo. Muối còn. Trứng rất nhiều. Gạo cũng còn rất nhiều. Gạo thì bữa nay mình không mua tại vì hôm bữa mới mua rồi. Đó. Thịt gà. Nói chung thức ăn rất dồi dào, không có gì hết. Dưới đây mình có một hộp phở. Đó. Cho nên ai cũng chạy ra mà mua. Làm cho nó xáo trộn xã hội. Mua đầy xe để làm xáo trộn xã hội thì mình nghĩ là rất là sai lầm. Đó. Cho nên mấy người Việt kiều ở nước ngoài, nước Mỹ, nước Úc thì hai nước rất là thông minh. Chính phủ không có thể mà để dân thiếu thói mấy cái món thiếu thốn mấy cái món cần thiết như vậy. Đó. Trứng cũng còn rất nhiều. Đó, trứng rất nhiều, không có thiếu. Mình sợ là mình sợ thôi, chứ sự thật là sẽ có hoài. Có lúc nào thì mình không biết. Đó. Mỗi ngày người ta đưa vào Costco giấy cho dân mua. Đó. Người ta không có để dân tới nỗi mà thiếu thốn như vậy. Xíu này là xíu thông minh. Đó, cho nên mình theo kinh nghiệm của mình á thì mình cũng khuyên các bạn không cần phải lo lắng quá đáng. À. Ok thì mình quay một cái clip ngắn cho các bạn thấy là sự thật mình mua được mấy món cần thiết ở Costco, không có hết hàng, cho nên mấy bạn không sợ. Rồi mình sẽ gặp nhau ở lần kế. Bye bye.